Đây là một tờ giấy, bình thường thì tờ giấy rất là mềm. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ biến tờ giấy thành một con dao. Đầu tiên cần cắt tờ giấy thành những miếng nhỏ, phải cắt sao cho thật đều. Bước tiếp theo là dùng keo dán sắt dán nó lại. Keo dán sắt có thể làm cho tờ giấy cứng lại và chống nước. Sau khi dán keo thì nó cá cứng, vẽ và tạo hình lưỡi dao. Sau đó làm cho lưỡi dao bán lại, làm thêm phần cán dao. Bây giờ mình đã có một cái dao làm bằng giấy, nhìn nó như vàng mã. Tiếp theo mình sẽ thử dao, cắt thử quả chuối này. Khá đơn giản. Nhớ like và đăng ký kênh.